xong. Nắng mới lên sau 2 ngày mưa. Ngày hôm nay nắng trở lại. Sau khi cơn bão đi qua khu vực vùng biển miền Trung và suy yếu thành áp thấp vùng Nam Lào, ngày hôm nay ngày 20 tháng 9 về Đà Nẵng trở lại. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Câu giáo viên con đồng lại những cái vùng nước bên đường. Và sông Hương cũng đã ngả màu bùng đất sau 2 ngày mưa do ảnh hưởng bão về có mưa gần như là 2 ngày đêm. Tuy nhiên cơn bão đi qua nhẹ nhàng, không ảnh hưởng chi nhiều khu vực trung tâm thành phố. Còn vùng ven biển thì cũng chưa nghe thông tin. Và sáng hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh. Và tiết trời dự báo ngày hôm nay 20 tháng 9 năm 2024 Huế nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Khả năng về chiều cũng có mưa rải rác đó bà con. Sáng ra thì bây giờ hiện tại đang nắng ấm. Qua cầu Kim Long. Rẽ phải là đường Vàng Xuân. Cơn bão số 4 vừa qua cũng nhẹ hơn với cấp độ cấp 6, cấp 7. Giật cấp 9 thì tuy nhiên phía trước thì mùa mưa gió miền Trung đang còn hứng chịu nhiều nữa trong 10 năm. Bây giờ mới bắt đầu thôi. Về những ngày tháng 8 mùa trung thu, sau trung thu thì cũng có cơn mưa lớn và cơn bão đã đi qua thì cũng là bắt đầu mùa mưa ở Huế cũng như các tỉnh miền Trung rồi đó bà con. Đây là ngã ba đường Phạm Thị Liên, bên phải có cái công trình cầu đang thi công này, bắc ngang qua cầu sông Kẻ Vàng song song với cầu Kim Long đó. Và đây là Phú Mông, đường phố cũng đang được chỉnh trang đô thị. Làm sạch dòng sông con nước. Hệ thống đường xá rộng rãi, cao ráo. Có cả đường tảng bộ nữa. Phường Kim Long nha mọi người. Sáng cá nó nổi đây mặt nước luôn. Mà
mấy ngày qua thì ngoài Bắc hình như có hiện tượng cá nhái nữa. Cũng báo hiệu cho những cái mùa thiên tai đó bà con. Cá nhái cũng nhiều cái lý do. Một cái ô nhiễm dòng nước, hai thì nó có một cái chi đó dưới lòng đất làm cho nó mất không khí. Rồi cá nó nhảy. Còn nhiều hiện tượng mà chúng ta cũng không biết được. Bên dưới nước, dưới lòng đất. Vì những ngày qua thì phía khu vực phía Bắc thì cũng hiện tượng khi mưa bão thì có sạt lở núi, có những tiếng nổ lớn cũng trong lòng đất mà ra. Hiện tượng cũng như là động đất á. Hôm nay hôm trước cách đây 2-3 ngày thì nghe có hiện tượng cá nhảy nữa. Tự nhiên nó hoảng loạn, nó nhảy muốn ra khỏi cái mặt hồ, mặt sống, rơi khỏi khu vực đó, tức là vì dưới có cái áp lực chứ đó làm cho chúng mất oxy chẳng hạn đó. Đường Phú Mông, âm thanh của chiếc xe nó chạy trượt, nó hơi ồn, và dòng sông. Con đường ngày nay bà con thấy Kim Long dần dần đổi mới đó, đặc biệt là các cái nhà vườn nay mai chắc chắn sẽ phát triển, người ta sẽ làm những cái khu resort, đầu tư những cái homestay, rồi khách sạn nghỉ dưỡng thì chắc chắn sẽ thu hút. Lợi thế là nhà vườn rất là nhiều. Và đường thì cũng đã nâng cấp bảo vệ môi trường nước. Người ta phải làm hệ thống xây kè, rồi những cái tuyến đường hiện đại, công viên này kia để bảo vệ môi trường. Khi mà chung quanh môi trường nó xanh sạch lên thì những cái rác thải này kia người ta cũng không cho ra ngoài đó được. Và còn khu vực đầu đường ra hiện ra đường Kim Long. Công trình ở đây thì em thấy lâu là vì dính công trình nhà cửa rồi. Cái khu vực này là địa hình nó xấu lắm, năm xưa từng đồi từng khúc khuỷu, người ta phải làm khá lâu, cào vét đổ bê tông. À, lần lần ít tháng người ta cũng ra đến đầu đường Kim Long và đường Phú Mông sẽ đẹp. Ra lại với tuyến đường Kim Long, bên kia là cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng. Càng ngày càng đi đến mốc hoàn tất hoàn thành rồi đó bà con. Vậy dần dần người ta cũng tháo dỡ những cái chống đỡ lồ ra cái cầu xuyên suốt, nhìn rộng và cao. À, và đây là màu sắc của dòng sông Hương sau 2 ngày bị mưa, và đất đá sông trên sông suối nó cũng tràn về làm cho dòng sông không còn trong xanh như những ngày hè cuối thu nữa, cuối hè đầu thu nữa.
À, và bên kia là cây cầu. Tạnh mưa về là công nhân bắt đầu người ta làm việc rồi đó. Đến gần thì nhìn cái cầu rất là cao lớn, rộng lớn. Đó, cả cái dây néo dây văng cũng là hoàn thành dự, từ cái vòng cầu xuống với thành cầu. Trước đình Kim Long. Sợ nhất là mùa nghe bão về, nhưng mà Huế cũng mà tránh được cơn bão, coi như tránh được cơn bão số 4 vì không đi vào khu vực trung tâm thành phố. Trên đường cầu rất là rộng bà con, và ngày mai sẽ đi Hoàng đó, xuyên qua đường Kim Long, qua đường Nguyễn Hoàng là tuyến đường đi dần lên cầu đó. Và qua Kim Long thì hướng lên Hưng Long, đường Nguyễn Phúc Nguyên, nơi cuối đường sẽ là công trình chùa Linh Mù Đức. Tâm về lên cái bên bờ sông, tại bờ sông bắc của sông Hương, phía Kim Long, Hương Long, rừng để bảo vệ đất. Dòng sông Hương thì bên bồi bên lờ, bên này lờ bên kia bồi, cho nên có cái khu rừng mà con thể đó người ta trồng để giữ đất và cây xanh, môi trường xanh rất là tốt khỏe cho dòng sông cũng như con người. Nhưng mà một khi nghe bảo vệ là cũng đề phòng chứ. Bên Linh Mù đây bà con. À, ngày hôm nay thì nhìn dòng sông nó không được đẹp cho lắm rồi. U chà màu bùn. Đục ngầu luôn.
đây là bên sông, nơi có cầu pháo đi ra để ngắm cảnh. Bên lưng ngủ. Và những tuyến đường đi bộ bên bờ sông. Đó, may là ngừng gió, ngừng mưa. À, được sông bây giờ cũng dần dần sẽ lặng bùng. Bên lên mùa bà con. À, ngày hôm qua nước cũng nó mưa nhiều nè. Nước cũng cao lên cái phía đường đi bộ phía dưới sát bờ sông này. Trên kia là chỗ lên mù. Con sông bình nước thiếu vắng con đò. Thuyền bà con cũng chưa đi tham quan, cho nên thiếu vắng bóng dáng của thuyền đò nơi bên lên mù ngày nay sáng nay. Hôm qua là nước nó lên đây này. Mưa, lượng mưa nhiều như vậy thì được mới có nước. Đây thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 9 về nắng trở lại sau 2 ngày mưa do ảnh hưởng bão số 4. À, tình hình thì cũng chưa thấy thiệt hại chi vì bão cũng không vô khu vực trung tâm thành phố mọi người, có thể là ngoài vùng biển. Ngày hôm nay nắng cũng đã trở lại. Về ngày hôm nay nhiệt độ dự báo từ 25 đến 31 độ C. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Và bây giờ em muốn xin kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em gửi đến bà con những hình ảnh về Huế. Dạ, một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con vui dồi dào sức khỏe bình an. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.